Bangun, bangun. Làm gì làm chiều nhở nhầu như mọi người. Em làm gì làm chiều nhở nhầu như nè. Ngon, quá ngon. Tôm nhảy, tôm nhảy. Sau một ngày lao động vất vả, cây đồ cái của ớt, chua của xoài, đồ ngọt của con tẹp con này với đồ nông của tối nào xin hết mọi người ạ. Chiều nào về cũng làm một cái.
Pak. Cái cay chua chua mà ngon, chứ không cay ăn không ngon được. Làm gì làm buổi chiều về một ấm này vitamin hung hăng là ok. Tôm con này nửa ký, đi kéo chỗ suối về. Làm xoay về gia vị trước rồi bắt bỏ vào luôn, chứ mình mà đem lên là chuẩn bị để lâu nó chết ăn nó mất ngon. Với lại cái này phải làm tươi, bỏ đá vào hơi lần lần á thì mình bảo quản được nó còn sống lâu, còn nếu như bỏ trong bao là nó nhân chết lắm. Mình làm là bây giờ đến đang còn ăn, nó vẫn còn đang còn nhúc nhích, đang còn nhảy này. Con nửa ký mà rau với xoài nữa về là ăn vào luôn nó. Gỏi tôm sống này là ăn nhanh chứ còn để lâu là nó mất ngon. Mình ăn cả cái này có gần đôi đó gần 1000 con tôm, không bằng người ta ăn một con tôm Alaska.
nửa cái con tôm nhỏ ăn đã hết rồi, giờ cay quá. Xin dừng video ở đây, hẹn mọi người trong video lần sau.